Đào Minh Quân anh hùng cứu nguy dân Việt, quên thân mình ngày ngày chung lo việc nước. Một lời thề vì dân chiến đấu, không ngại ngùng vì nước hy sinh, cho muôn đời Tổ quốc quang vinh. Việt Nam Đào Minh Quân, dân đang chờ ngày vui nó ấm, xóa tan bao nỗi lầm than. Việt Nam Đào Minh Quân, xây cơ đồ hồn thiên sông núi, ánh dương lên soi sáng khắp địa cầu, ánh dương lên soi sáng khắp địa cầu, ánh dương lên soi sáng khắp địa cầu. Việt Nam Cộng Hòa chấm dứt. Phút mặc niệm bắt đầu. Hỡi các đại nghĩa sĩ tân dân chủ, hỡi các anh chị em máu thịt Việt Nam, chúng ta cho dân tộc mà hình thành, vì dân chúng mà đấu tranh. Đứng ngày nay, tuyên truyền cho đến mãi mãi muôn muôn về sau, là màu mỡ cho đất đai, là kết tụ của tinh Việt, là tự hào, là di sản cho con cháu. Tinh và buồn luôn luôn cùng sông núi, sống thì phải cho lắm liên, mà đá cũng phải đá tự hào và hùng tăng. Sơn biến toàn dân tham chiến, đồng một lòng đưa tiến kiêu hùng, đập tan sông lực mạnh đông, gái trai giữ vững non sông muôn đời, xương thịt nắm niềm cười chín suối, hồn hăng say tiếp nối hy sinh. Chết oai linh liều đường bất khuất, vang danh xa gần, vì Tổ quốc văn thân đáng trọng, xác thịt tan danh sống dân thờ, voi hùng chết để gặp ngàn hồn thiên xa bay, nhưng ra vẫn còn tường kính hương một liệt sĩ, làng cúi đầu quyết sẽ nói gương, muôn người dâng nén tâm hương cầu hồn siêu thoát, hằng thương sống Đây là tiếng nói Cục Dân Vận. Xin trân trọng kính mời Ngài Tổng thống Đào Minh Quân, kính mời Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, quý thành viên trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa và quý khán thính giả cùng nghiêm trang thành tâm dâng lời cầu nguyện hôm nay để bắt đầu chương trình tiếng nói Cục Dân Vận. Chúng con là các thành viên đồng nhiệm trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa.
nguyện xin đấng tối cao, trời Phật, hồn thiên sông núi, các bậc tiền nhân, anh hùng dựng nước và giữ nước, luôn phù hộ độ trì giúp đỡ cho chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, để tam Việt Nam Cộng Hòa sớm hoàn thành đại nghiệp, giải thể chế độ tà quyền cộng sản tại Việt Nam, lấy lại đất tổ, không làm khổ dân. Lời cầu nguyện chấm dứt. Xin trân trọng kính mời Ngài Tổng thống Đào Minh Quân, kính mời Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, quý thành viên trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, và quý khán thính giả cùng theo dõi trong chương trình tiếp theo. Bài hát trong xâm lăng đã lưu truyền lại trong dân gian, từ Trưng Vương đánh Tô Đình quân Hán tiêu tan. Cờ Phất giữa Mê Linh, truyền nữ tướng Lê Trân, cùng toàn quân, cùng toàn dân đánh tan giặc Tàu. Bài hát trong xâm lăng đã lưu truyền lại cho dân Nam, bạch đằng giang những chiếc thuyền phơi xác ngổn ngang. Cùng với Hưng Đạo Vương thề quyết giữ giang sơn, thề quyết đánh quân Nguyên thoát hoang che dài. Thị Trinh là thành viên trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Xin trân trọng kính chào Tổng thống Đào Minh Quân, Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, quý đại biểu, quý đồng nhiệm, cùng đồng bào Việt Nam thân thương trên toàn thế giới. Hôm nay, tôi xin hân hạnh chuyển tải đến quý vị bài soạn thảo từ Văn phòng Thường trực Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Văn phòng Thường trực, lấy lại đất tổ, không làm khổ dân. Bell Box 2807 Anaheim, Cali 92814,
Thủ đoạn của Cộng sản Việt Nam, bài số 3, ngày 24 tháng 3, 2020. Kính thưa đồng bào và quý đồng nhiệm, Thừa lệnh Tổng thống, Văn phòng Thường trực, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời tiếp tục soạn lại những tài liệu do Ngài đã dạy cho chúng tôi sau khi đưa ra bài số 1 và bài số 2, được đồng bào và quý đồng nhiệm tán thành. Nay, chúng tôi tiếp tục đưa ra bài số 3 với mục đích giúp cho quý vị và các bạn biết thêm các thủ đoạn bẩn thỉu, tinh ma, ác độc của bọn Cộng sản Việt Nam, tay sai Trung Cộng, để tránh bị làm mưu gian, kế độc của chúng nó. Ngón phá hoại truyền thống và chế độ quốc gia cũng là một trong những thủ đoạn của Cộng sản Việt Nam. Nguy hiểm hơn nữa, vì tuy là một đảng cướp, nhưng Cộng đảng có tổ chức, có ngân sách, có mục tiêu dài hạn và thủ đoạn rất ác độc. Chúng không chỉ thuần túy là một đảng cướp có võ trang, mà còn là một thứ vi trùng tấn công vào cơ thể nhân loại, tiêu diệt nước Việt Nam chúng ta, công phá vào các tập quán, tư tưởng truyền thống của dân tộc với những chiêu bài cách mạng, diệt cường hào ác bá để thanh toán các cấu trúc truyền thống dân tộc lâu đời trong dân gian. Cách mạng theo nghĩa của Cộng sản là bạo động, là dùng vũ trang bạo lực cướp chính quyền. Nhưng tập quán lâu đời của người nông dân Việt Nam là lối sống thâm tình, nồng hậu, hiền hòa và lương thiện. Họ rất yêu thương ruộng đồng, siêng năng cày cấy, vui với xóm làng, chan hòa với bà con lối xóm. Nếu không phá nát truyền thống khiêm cung, ôn hòa, an lạc này của nông dân, thì làm sao Việt Cộng có thể tạo được làn sóng sắc máu, dã man để đấu tố, giết địa chủ, cướp đất, cướp nhà nộp cho đảng. Còn kẻ đứng ra chỉ điểm hay hung hăng đấu tố giết người chỉ được ban cho danh từ tiến bộ, chứ không được chia chác gì cả. Như trường hợp của thành phần 30 tháng 4 năm 1975 là một điển hình mà đôi khi những đợt cách mạng kế tiếp, những kẻ này lại bị mang ra đấu tố với tội danh phản cách mạng hay biến chất để diệt khẩu. Ngón phá hoại truyền thống lương tri và trật tự xã hội qua những kinh nghiệm triển khai của Cộng đảng càng ngày càng trở nên thâm độc. Nó diệt sạch tư tưởng, nhân tính và nề nếp xã hội có từ lâu đời, thay vào đó bằng cụm từ lý tưởng cách mạng. Có nghĩa là chỉ có Cộng đảng mà thôi, không có trời, không cần đất, mà cũng chẳng cần đến liêm sĩ và lương thiện. Có đảng thì sỏi đá cũng thành cơm, nhưng đảng không ăn sỏi đá, mà đảng cần có cơm ngon, thịt ngọt và gái đẹp cung phụng. Với đảng thì không có gì quý hơn độc lập tự do, quý cho đến nỗi không bao giờ người dân có được. Chỉ có đảng mới có độc lập tự do, quyết định, không cần dân ủng hộ, mà chỉ cần đàn áp để dân phải ngoan ngoãn nghe theo. Nên nhớ, Cộng đảng sẵn sàng thủ tiêu bạn vì bạn chống lại nó, nhưng cũng có thể tiêu diệt bạn vì bạn ủng hộ nó. Nếu nó thấy cần tiêu diệt ai, thì nó cũng tìm cách tiêu diệt, dù là phải mềm dẻo, cận lân rồi mới tiêu diệt. Do đó, ai đã sống với Cộng đảng hay biết chân tướng của nó đều kinh hãi Cộng đảng, vì với nó, tất cả chỉ là phương tiện để phục vụ cứu cánh duy nhất của Việt Cộng, là quyền lợi và sự tồn tại của chúng. Một thủ đoạn khác của Việt Cộng là diệt chủng. Tất cả những quy trình của Cộng đảng đều xuất phát từ cơ sở lý luận diệt chủng đã học từ Tàu Cộng. Đều là những chiến dịch khủng bố mang tính diệt sạch mọi giai cấp từ trên xuống, để cuối cùng chỉ còn một giai cấp, đó là giai cấp Việt Cộng sắc máu. Chúng dùng tư bản dân tộc diệt tư sản mãi bản, dùng tiểu tư sản diệt tư bản dân tộc
dùng công nhân diệt tiểu tư sản và dùng nông dân để trấn áp công nhân. Cuối cùng chỉ còn tầng lớp thống trị với những nông dân cách mạng là những tên vô học, dã man và sắc máu như kiểu Lê Duẩn, Đỗ Mười, là tầng lớp chí cốt của Cộng đảng. Mỗi một chiến dịch của quá trình Cộng đảng đều mang tính khủng bố, diệt sạch tầng lớp nhân dân. Từ khởi đầu, Việt Cộng đã cố hoàn chỉnh tư tưởng, diệt chủng qua các lý luận, có hình thức ngụy cách mạng như đấu tố giai cấp, đấu tranh cách mạng, bạo lực chiên chính, vận động quần chúng, vân vân, mà thực chất là chia dân chúng ra từng thành phần, rồi dùng số đông đè bẹp, tiêu diệt thiểu số. Cuối cùng, cả đám đông quần chúng chỉ là thân trâu bò, toi mọi, không thoát được công an dòm ngó, và họng súng canh chừng, sẵn sàng và dễ dàng bị thanh trừng. Nếu dám thức tỉnh, lương tri, mở mắt tìm hiểu sự thật về hoạt động của đảng. Như trong xã hội Việt Nam hiện nay, chỉ có hai thành phần cúi đầu làm lụng và thành phần hưởng thụ tiêu tiền như rác. Mọi người đều được tự do hai món này, còn đụng vào món chính trị hay tư tưởng là bị ngăn cấm tuyệt đối, đàn áp tối đa. Tuy vậy, do phải quan hệ với thế giới bên ngoài để ve vãn khách ngoại quốc, mua, bán, Việt Cộng, Cộng sản Việt Nam không thể đưa những tên vô lại, dốt đặt cán mai ra nói chuyện. Đành phải lôi cổ những tên có chút vỏ bọc, khó học như Nguyễn Tấn Dũng, Phạm Bình Minh ra đánh bóng để lường gạt quốc tế. Như chúng đã từng nặng ra hình tượng giả tạo của Hồ Chí Minh là một nhà nho thanh bần để chiêu dụ thế giới. Mai thay, âm mưu này đã bị Tổng thống Đào Minh Quân và đồng bào chúng ta đập vỡ. Đã vạch mặt tên Hồ Chí Minh chỉ là gián điệp Tàu Cộng giả mạo người Việt Nam với âm mưu thực hiện nhuộm đỏ Đông Nam Á. Chính sự khám phá này đã kéo theo sự sụp đổ hệ thống tư tưởng Hồ. Một thứ trò hề ăn cắp đạo văn, trộm ý tưởng của người khác. Tuy nhiên, dù đang là con rối cần thiết, nhưng chính bọn đầu sỏ Cộng sản Việt Nam cũng bị răn đe không dám tự hành sự, phải chịu sự chỉ đạo của lũ già, dốt, khốn nạn trong nhóm quyền lực đảng. Còn Nguyễn Minh Triết, một tên dốt nát, từng mua bằng tú tài giả để xin gia nhập Học viện Cảnh sát Quốc gia khóa 1, hầu trốn nghĩa vụ quân dịch, bị phát giác, đuổi khỏi trường, không còn chỗ ẩn náu, nên y mới trốn vào bưng theo Việt Cộng. Hoặc loại cùng đinh dốt nát như Đỗ Mười, ngờ nghịch, cờ lờ mờ như Nguyễn Xuân Phúc, mà cũng có thể làm đến chủ tịch, thủ tướng nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì đủ hiểu giá trị của Cộng sản Việt Nam chúng nó tới đâu. Do đó, trong giai đoạn này, để cứu nguy tổ quốc, mọi người Việt Nam nên đồng lòng kết hợp, nắm chặt tay nhau đoàn kết cùng với chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, để dứt ngọn chủ nghĩa và chế độ tà quyền Cộng sản vào sọt rác. Trân trọng, Văn phòng Thường trực Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Triệu Thị Trinh đã kết thúc phần trình bày bản soạn thảo từ Văn phòng Thường trực Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Trước khi kết thúc, Triệu Thị Trinh không quên kính chúc Ngài Tổng thống Đào Minh Quân, Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, quý giới chức, đồng nhiệm, cùng đồng bào Việt Nam thân thương trên toàn thế giới, đầy đủ sức khỏe và trí tuệ, trí huệ để chống lại tà quyền Cộng sản và Trung Cộng, chống lại virus Corona Vũ Hán và đưa nền hòa bình, tự do, dân chủ, ấm no, hạnh phúc về với quê hương đất mẹ. Xin tạm biệt.
Xin trân trọng kính chào Tổng thống Đồng Minh Quân, kính chào Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, kính chào quý đại biểu, quý đồng nhiệm trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, cùng đồng bào khắp nơi trong và ngoài nước. Tôi đại biểu Pha Lê, thành viên của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, được vinh dự đọc Hiến pháp Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa do Tổng thống Đào Minh Quân ký ban hành vào ngày 16 tháng 2 2020 tại Tụ Nghĩa Đường. Hôm nay tôi xin trình bày chương 1.5 hình thành phong trào Việt Nam Tân Dân Chủ. Thế rồi trong suốt bao năm qua, tại quốc nội, tầng lớp quân dân cán chính và thanh niên Việt Nam dẫn noi gương tiền nhân, tiếp bước theo chân các anh hùng kháng chiến, các lực lượng phục quốc đang tô thắm thêm màu cờ đại nghĩa, dân chủ, dân tộc. Tại hải ngoại, thế hệ trẻ một mặt phải dấn thân vào các công tác văn hóa, xã hội để duy trì truyền thống dân tộc. Phần phải đóng góp một số công tác của các bậc tiền phong, phần phải mau chóng thích nghi với đời sống mới, phần phải ra sức thu thập nhanh chóng và sâu rộng kiến thức, văn minh, khoa học, kỹ thuật của các nước tiên tiến, đáp ứng nhu cầu tiến thân, nhưng họ vẫn mang hoài bão phục vụ quê hương, xứ sở, như ngọn lửa thiêng âm ỉ trong lòng. Họ biết nhục với cái nhục mất nước, biết đau với niềm đau của dân tộc, và vẫn luôn nuôi quyết tâm lấy lại Giang Sơn đang tạm thời bị khống chế bởi bạo quyền cộng sản. Lực lượng thanh niên, sinh viên, học sinh, dù trong hay ngoài nước, cũng là một, dẫn theo dòng sinh mệnh của dân tộc, vẫn có mặt với lịch sử và sẵn sàng tiếp nối truyền thống của cha anh đứng lên viết trang sử mới. Họ tiên liệu được hệ thống vô sản trên toàn thế giới sẽ bị phản phục, đổi thay, cộng sản rốt cuộc sẽ bị công phá, bị tự hủy diệt ngay tại thành trì vững chắc nhất của chúng. Mạc Tư Khoa và dĩ nhiên sẽ kéo theo sự suy sụp thê thảm của chủ nghĩa cộng sản tại các nước Đông Âu và trên toàn thế giới. Ngày nay tại Việt Nam, các cao trào đấu tranh đòi dân chủ tự do sẽ thêm phát động mãnh liệt cho đến ngày quét sạch chủ nghĩa cộng sản trên quê hương. Năm Đinh Mão, năm 1987, ông Đào Minh Quân, một thành viên sáng lập phong trào Việt Nam Tân Dân Chủ, nguyên là đoàn trưởng văn nghệ đấu tranh của lực lượng người Việt quốc gia năm 1981 đến năm 1983, sau khi hệ thống cơ cấu phôi thai của Việt Nam Tân Dân Chủ Đảng thành chủ nghĩa Tân Nhân Chủ bắt đầu tiếp xúc, vận động những chính khách vị lão thành có uy tín xin ý kiến, triệu tập một quốc dân đại hội để biểu dương ý chí đoàn kết, thống nhất lập trường dân tộc. Hầu có đủ tầm dốc công bố quốc dân quyết nghị thành quyền lực quốc dân nhằm giải thể các cơ chế Cộng đảng Việt Nam thành lập mà không cần tiến hành một cuộc cách mạng đẫm máu. Ngày 4 tháng 8 năm 1989, ông được Hội đồng Quốc dân Nguyên Lão ủy thác trọng nhiệm chủ tịch Ban Thường vụ để vận động thành lập hai cơ chế Quốc dân đoàn và Hội đồng Quốc dân Nguyên Lão. Sau khi đệ trình được Hội đồng và Diệt Linh Nguyên Lão chấp nhận toàn văn bản sơ thảo Quốc dân quyết nghị, ông cùng triết gia Lương Kim Định ký phổ biến thư gửi quốc dân đồng bào, kêu gọi hậu thuẫn bản quốc dân quyết nghị này để tỏ rõ ý chí của dân tộc trên trường quốc tế. Ngày 17 tháng 8 năm 1989, sau đó ông quyết định cống hiến tài sản cá nhân làm kinh phí cho những người có thiện tâm, thiện chí
đi khắp thế giới để vận động và phổ biến, xin thêm ý kiến đóng góp, đồng thời mời gọi đồng bào, quý vị tiền bối, thân hào nhân sĩ dấn thân. Cao quý thay, không những hân hoan bổ túc ý kiến, mà hàng trăm vị nhân sĩ, chủ tịch các hội đoàn hải ngoại và lực lượng kháng chiến quốc nội đã đến tận văn phòng diện kiến chủ tịch ban thường vụ, nghiêm chỉnh nhận tham gia trong hai cơ chế được mời gọi. Hơn thế nữa, hầu hết đã ký tên đồng ý bản sơ thảo quốc dân quyết nghị này làm căn bản chính trị cho đại cuộc cứu quốc và kiến quốc của quốc dân Việt Nam. Thành quả rất quan trọng, lạ thường chưa từng có này trong cộng đồng người Việt đã làm cho tà quyền Hà Nội và tay sai nao núng. Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam phải hội họp phiên khẩn tại Sài Gòn vào ngày 15 tháng 8 năm 1989, thay vì họp tại Hà Nội như mọi khi, để đưa ra biện pháp đối phó. Một mặt chúng mua chuộc lũng đoạn hàng ngũ báo chí hải ngoại, công phá uy tín của triết gia Lương Kim Định. Một mặt chúng gây phân hóa trong hàng ngũ Liên Đảng Cách Mạng Việt Nam, là một thành phần quan trọng trong kế hoạch tổ chức quốc dân đại hội. Mặt khác, chúng khơi dậy lòng đố kỵ và tự ái trong tổ chức An Việt và mua chuộc báo chí, tung những lời đồn đãi, tạo sự ngờ vực trong quần chúng. Áp lực nặng nề này khiến triết gia Lương Kim Định lo ngại quốc dân đại hội bất thành, lòng dân thêm tan rã, phải dằn lòng tự quyết định giải tán ban thường vụ với lý do vì quá nhiều người tham dự nên phải mở thêm nhiều văn phòng liên lạc tại khắp nơi, chứ không tập trung về một cơ chế như trước. Nhìn thấy được nguy cơ đang bị phân hóa, lọt vào âm mưu của kẻ địch sẽ bị ngoại dây nổi loạn, chịu sự đánh phá nhiều mặt trên nhiều trận tuyến, và quan trọng nhất là để tránh gây mất đoàn kết, làm tổn thương niềm tin của đồng bào, dù đã tốn quá nhiều tâm huyết và tài chánh, ông Đào Minh Quân đành phải tuân hành chỉ thị, ngưng mọi hoạt động bên ngoài, nhưng âm thầm củng cố phong trào Việt Nam Tân Dân Chủ, gây dựng thế hệ trẻ kế tiếp, tạo thêm tiềm lực để đương đầu với tình thế khi cần. Đầu năm 1990, tình hình thêm khẩn trương, nhiều lực lượng trong quốc nội ra mặt đấu tranh, kêu gọi toàn bộ thành phần kháng chiến Nam Bộ đang quốc hận vì bị Cộng sản lừa bịp, dắt chanh bỏ vỏ, cùng tham gia đòi tự do, dân chủ, nhân quyền. Cộng sản liền tăng cường, bắt bớ, đàn áp Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương Cộng sản Việt Nam, phải cho lưu hành tập tài liệu nội bộ có tên hoạt động của một số thế lực thù địch và chống đối, để cảnh giác toàn đảng như thành phần lãnh đạo trong mặt trận giải phóng miền Nam trước đây, như Hoàng Minh Chính, Tạ Bá Tòng, Hồ Hiếu, Nguyễn Văn Trí, đặc biệt là Nguyễn Hộ, một thành viên chủ chốt của mặt trận giải phóng miền Nam, đã tỉnh thức, nhận ra họ đã bị lừa gạt, làm công cụ chiếm miền Nam, rồi bị cho ngồi chơi xơi nước, nên rất bất mãn với chế độ bất công và bất xứng của Cộng sản Bắc Việt, nên đã cùng những người miền Nam từng theo Cộng sản tập kết ra Bắc, đứng ra thành lập câu lạc bộ kháng chiến để gây dựng lại tư thế chính trị. Vì không muốn đơn độc, nên họ rất muốn liên kết với hải ngoại. Khi được tin chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời manh nha thành hình, mong tạo được sức mạnh liên thủ trong ngoài để qua đó đòi quyền tự trị miền Nam, như sự hứa hẹn của Cộng sản Bắc Việt trước năm 1966. Nhưng nay Bắc Bộ Phủ đã nuốt lời và còn dùng
thủ đoạn dắt chân bỏ vỏ, tìm cách bắt bớ, tiêu trừ dây cánh của mặt trận giải phóng miền Nam, nên Nguyễn Hộ chính thức ly khai Đảng Cộng sản, bỏ Sài Gòn lánh về sông Bé để thành lập Liên minh các lực lượng dân chủ ngày 21 tháng 3 năm 1990. Nắm lấy cơ hội này, phong trào Việt Nam Tân Dân Chủ quyết định phổ biến thông cáo số 1 do ông Đào Minh Quân, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương đại diện tuyên đọc ngày 30 tháng 4 năm 1990 để công khai hóa hoạt động và chính thức đề ra giải pháp tổng tuyển cử tại Việt Nam. Cùng ngày, các thành viên trong phong trào Việt Nam Tân Dân Chủ tích cực hỗ trợ cho cộng đồng Nam Cali rầm rộ xuống đường, biểu dương khí thế chống cộng của người Việt tại hải ngoại, hòa chung với làn sóng đấu tranh chống cộng của đồng bào trong quốc nội. Lần đầu tiên sau 15 năm lưu vong, một cuộc tập họp trên 3.000 người Việt tại Nam Cali trong ngày quốc hận, thể hiện tinh thần chống cộng quyết liệt. Nhiều hội đoàn lực lượng người Việt tại hải ngoại rầm rộ biểu tình, từng hành đọc những bản tiên ngôn, tiên cáo chống cộng nảy lửa. Bọn cộng sản rất nao núng, dồn hết mọi nỗ lực để đưa ra một chiến dịch quốc tế giận quy mô bằng cách nộp hồ sơ tại Cơ quan Văn hóa Liên Hiệp Quốc UNESCO, xin tôn vinh Hồ Chí Minh là danh nhân thế giới, nhân dịp kỷ niệm sinh nhật lần 100 giả tạo của y. Đồng bào và những tổ chức đấu tranh chống cộng ở hải ngoại đã cùng nhau gửi khoảng 1 tấn kháng thư đến Liên Hiệp Quốc để chống đối. Thêm vào đó, phong trào Việt Nam Tân Dân Chủ phát động chiến dịch lăn tay và hồ mồ chôn cộng Việt và ký đạp mặt Hồ Chí Minh do tổ chức Dân Sự Việt đề xướng, có tác dụng lột trần sự thật và tội ác của thần tượng giả hiệu này, khiến Liên Hiệp Quốc phải hủy bỏ việc cứu xét hồ sơ của già hồ ngày 19 tháng 5 năm 1990, tạo thêm một chiến thắng chiến lược có tầm dốc quốc tế, làm tan rã sự cấu kết của tập đoàn lãnh đạo Bắc Bộ Phủ kể từ đó. Và Pha Lê đã đọc xong chương 1.5, sự hình thành của phong trào Việt Nam Tân Dân Chủ. Xin mời tất cả đồng bào anh chị em đón xem Tiếng Nói Cuộc Dân Vận sẽ đọc tiếp chương 1.6, thành lập Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Dạ, xin trân trọng kính chào tạm biệt. Chương 1.6, thành lập Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Tháng 8 năm 1990, Hoa Kỳ quyết định đưa quân vào Kuwait để ổn định tình hình Trung Đông. Và theo tiên đoán của các nhà thời cuộc, thì sau đó, vấn đề Đông Dương cũng sẽ lần lượt được giải quyết. Cộng đảng Việt Nam lo ngại sẽ bị cô lập và tiến tới giải thể, nên tăng cường thêm nhiều cán bộ tuyên vận và địch vận cao cấp như Nguyễn Thị Bình, Nguyễn Cơ Thạch ra hải ngoại để vận động, cầu cạnh Hoa Kỳ. Ngày 3 tháng 9 năm 1990, Giang Trạch Dân, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Tàu, cùng với Lý Bằng, Thủ tướng Quốc vụ viện, khẩn cấp triệu tập Bộ Ba, Nguyễn Văn Linh, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, Đỗ Mười, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng và Phạm Văn Đồng, Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương, đến Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên để thúc ép ký kết mật nghị ngày 4 tháng 9 năm 1990. Mật nghị này để thực hiện thủ đoạn từng bước xâm lăng, biến Việt Nam thành một quận lỵ của Tàu trong vòng 30 năm. Tàu Cộng ra lệnh Cộng sản Việt Nam bắt giữ và quản chế Nguyễn Hộ ngày 7 tháng 9 năm 1990 tại sông Bé để tránh nội loạn. Đường bay Hoa Kỳ và Việt Nam bắt đầu tấp nập những chính khách, chính trị gia muốn đón gió chở cờ. Nhiều đoàn thể, lực lượng người Việt quốc gia hoang mang, nản chí. Ngay tại thủ đô người Việt tị nạn Cộng sản vùng Nam Cali, chỉ còn duy nhất một lá quốc kỳ Việt Nam Cộng hòa nhỏ, được kéo lên tại khu phố Nguyễn Huệ, nằm trên đường Bô Sa và Wood. Hoàn cảnh người Việt tại hải ngoại lúc bấy giờ như rắn không đầu,
nhiều chiến sĩ quốc gia bị sa sút tinh thần, chán nản, hốt hoảng, lo âu. Không thể chần chừ được, phong trào Việt Nam Tân Dân Chủ gấp rút thực hiện lá quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa dài nhất thế giới, trên 90 feet. Ngay tại trụ sở Trung ương, thủ đô người Việt tị nạn Cộng sản, và quyết định đứng ra triệu tập Đại hội Dân Chủ Đoàn kết để thỉnh nghị ý kiến của quý vị nhân sĩ, trí thức và đồng bào Việt Nam trong ba thế hệ, lão niên, trung niên và thanh niên, để thành lập một chính phủ, thực thi đại đoàn kết các lực lượng người Việt quốc gia chân chính, với mục đích giúp dân, cứu nước, giải thể chế độ Cộng sản, trực diện đương đầu với Tàu Cộng. Tâm trí thư thay thiệp mời do phong trào Việt Nam Tân Dân Chủ phổ biến ngày 20 tháng 9 năm 1990 được gửi đến hầu hết cả các đoàn thể lực lượng chống cộng tại hải ngoại. Tuy nhiên, vì tình hình lúc bấy giờ tối sáng chưa phân định, nhiều người còn chờ đợi, ngần ngại chưa mạnh dạn tham gia. Báo chí truyền thanh, truyền hình không dám đăng tải các bản tin tức liên quan đến biến cố này. Sợ bị liên lụy, có kẻ còn đóng vai là người bàng quan để chờ đợi kết quả. Chỉ có vài cơ quan báo chí, truyền thông vì chức năng thông tin đã can đảm phổ biến tin tức của đại hội, nhưng cũng không quảng bá rộng rãi được. Do đó, Ban chấp hành Trung ương Việt Nam Tân Dân Chủ quyết định tự ấn tống hàng trăm ngàn tờ truyền đơn và phát hành rộng rãi, liên tục 17 số báo dân ý để loan truyền tin tức đại hội, thu thập ý kiến rộng rãi của quần chúng về việc thành lập chính phủ. Ngày 21 tháng 10 năm 1990, sau khi qua mọi đe dọa, thử thách và trở ngại, đại hội đã được triệu tập, nhất trí trao quyền cho phong trào Việt Nam Tân Dân Chủ đứng ra mời gọi thành lập chính phủ, với danh xưng là Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm Thời. Đây là chính phủ của những người dân Việt bị Cộng sản cướp nước. Thể theo lời yêu cầu của một số đồng bào nhân sĩ, phong trào thanh niên sinh viên học sinh Việt Nam Tân Dân Chủ đã mời cụ Nguyễn Trân nhận lời hy sinh gánh vác trách nhiệm thủ tướng, một vai trò rất nguy hiểm và chắc chắn sẽ bị nhiều áp lực nặng nề trong tình hình quá rối ren và phức tạp lúc bấy giờ. Nhưng sau đó, cụ Nguyễn Trân xin từ nhiệm vì lý do sức khỏe. Thêm cụ bà lại mang trọng bệnh, và vì văn phòng thường trực không thể tập họp được một đại hội có sự tham dự của đại diện tất cả người Việt trên toàn thế giới như cụ mong muốn. Vì tình hình chính trị thế giới đột biến quá nhanh chóng, Hoa Kỳ và khối tự do đã tiến hành những kế hoạch ảnh hưởng đến Á Châu và Việt Nam. Liên Hiệp Quốc chính thức nhận đứng ra giải quyết cuộc diện Campuchia. Các cao trào trong quốc nội thêm sôi sục, nổi dậy, đòi tự do và nhân quyền, lan tràn khắp nơi. Để kịp thời ứng phó với tình thế khẩn trương, rối ren trong quốc nội và hải ngoại, cần phải có ngay một vị lãnh đạo sáng suốt, có tinh thần dân tộc và có lòng ái quốc chân chính. Có lập trường chống cộng vững vàng, minh bạch và dứt khoát, có quá khứ trong sạch, có tình thương đậm đà với đồng bào ruột thịt Việt Nam, có tấm lòng tận tụy, sẵn sàng hy sinh vì đại nghĩa dân tộc. Hầu tạo dựng đủ tư thế và cương vị để lèo lái con thuyền quốc gia trong cơn sóng dữ, trực diện đương đầu với tà quyền tà phủ Cộng sản Hà Nội trên khắp mặt trận chính trị, ngoại giao, kinh tế và quốc tế vận. Ngày 11 tháng 12 năm 1990, một phiên họp khoảng đại được tổ chức tại văn phòng thường trực của Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm Thời, với sự tham gia của thư ký đoàn trong Đại hội Dân Chủ Đoàn kết và một số quý vị có lòng với đất nước, cùng với Ban chấp hành Trung ương phong trào Việt Nam Tân Dân Chủ, nhất trí đưa đến quyết định mời ông Đào Minh Quân, người đang được Thủ tướng Nguyễn Trân ủy nhiệm và xử lý văn phòng thường trực của Chính phủ, đứng ra nhận trách nhiệm quyền Thủ tướng Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm Thời. Tuy nhiên, ông Đào Minh Quân đã từ chối và đề nghị thỉnh mời những vị nhân sĩ có uy tín hơn. Sau cùng,
Đại hội đã đi đến quyết định trưng cầu ý kiến của đồng bào bằng cách dùng phiếu đề nghị để thỉnh mời một trong số 27 nhân sĩ tương đối có tiếng tăm lúc bấy giờ ra nhận trọng nhiệm thủ tướng. Nếu có đồng bào nào không tín nhiệm những vị này, có thể tự đề nghị một nhân sĩ khác do chính mình chọn lựa để thay thủ tướng Nguyễn Chân. Dù được đề nghị nhưng ông Đào Minh Quân xin rút tên, do đó trên phiếu trưng cầu dân ý chỉ có tên của 27 vị mà thôi. Các phiếu này sẽ được mở ra vào ngày 20 tháng 2 năm 1991. Điều khó khăn là trong lúc đã thành lập chính phủ lại không có thủ tướng, văn phòng thường trực và phong trào Việt Nam Tân Dân Chủ một mặt kêu gọi vận động, một mặt thỉnh cầu những người có lòng ra giúp nước, nhưng vẫn chưa được đáp ứng nồng nhiệt. Trong lúc đó, Cộng sản Việt Nam đã sai Nguyễn Cơ Thạch và Nguyễn Thị Bình đến Hoa Kỳ để vận động. Mặt trận giải phóng miền Nam cũng vội vàng cho Trần Văn Trà và Nguyễn Thị Định đến Mỹ, cử người liên lạc với văn phòng thường trực, bày tỏ thái độ sẵn sàng kết hợp. Nhưng họ chỉ muốn trình bày kế hoạch trực tiếp với Thủ tướng Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời mà thôi. Văn phòng thường trực không thể giải quyết được yêu cầu này, chỉ biết một mặt tha thiết kêu gọi Thủ tướng Nguyễn Chân đổi ý, nhưng cụ khẳng định từ chối. Mặt khác ráo riết đưa ra lời thỉnh nguyện liên tục trên nhiều số báo dân ý và các cơ quan truyền thông, báo chí. Lúc này lại thêm vài tờ báo Việt Giang đã bắt đầu đánh phá Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời từ trong trứng nước, nên càng không có vị nào dám đứng ra nhận trọng nhiệm thủ tướng, sợ bị bôi nhọ, tiêu hủy thanh danh. Ngày 17 tháng 1 năm 1991, phong trào Việt Nam Tân Dân Chủ lại khẩn cấp triệu tập đại hội để quý nhân sĩ trong cộng đồng đưa ra nhân tuyển thủ tướng, nhưng kết quả vẫn không có vị nào đề nghị hay tự can đảm đứng ra nhận trọng nhiệm trước lịch sử. Trong các đại hội kế tiếp, toàn thể tham dự viên nhất trí mời ông Đào Minh Quân, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương phong trào Việt Nam Tân Dân Chủ, đảm nhiệm vai trò Thủ tướng Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Nhưng ông Đào Minh Quân vẫn từ chối với lý do chưa có hậu thuẫn và chưa đủ uy tín. Công việc vẫn bế tắc cho đến ngày 10 tháng 2 năm 1991, một phiên họp gồm đại diện ba thế hệ lão niên, trung niên và thanh niên Việt Nam phối hợp với phong trào Việt Nam Tân Dân Chủ, tổ chức Dân Sự Việt, Hội Lễ Nghĩa Liêm Sĩ và Văn phòng Thường trực đồng nhất trí thỉnh cầu ông Đào Minh Quân một lần nữa vì đại cuộc và hiến thân trong vai trò Thủ tướng Chính phủ. Cuối cùng, ông Đào Minh Quân chấp nhận tạm thời giữ nhiệm vụ này cho đến khi tất cả phiếu đề nghị được mở ra công khai trước đồng bào. Ông nhấn mạnh rằng sẵn sàng trao lại trọng nhiệm thủ tướng cho bất kỳ vị nào được đồng bào tín nhiệm. Ngày 16 tháng 2 năm 1991 dương lịch, tức là ngày mùng 2 Tết Tân Mùi, đại lễ tuyên thệ nhận trọng nhiệm thủ tướng đã được cử hành tại thủ đô người Việt tị nạn Cộng sản vùng Nam Cali, Hoa Kỳ, đánh dấu một bước tiến lịch sử trong công cuộc đấu tranh cứu nước của toàn dân, được ghi nhận là ngày tàn của chế độ Cộng sản Việt Nam. Ngày 20 tháng 2 năm 1991, văn phòng thường trực tiến hành việc mở thùng phiếu đề nghị của đồng bào gửi về như đã công bố, trước sự giám sát của đại diện tổ chức Dân Sự Việt, Hội Lễ Nghĩa Liêm Sĩ, văn phòng thường trực và một số đồng bào, nhân sĩ tự nguyện làm việc trong ban kiểm phiếu. Sau khi thùng phiếu niêm phong được mở ra, ông Đào Minh Quân đã nhận được sự ủng hộ gần như tuyệt đối của những đồng đội, chiến hữu, nhân sĩ và đồng bào biết đến ông. Kết quả kiểm phiếu chính thức cho thấy ông đã đạt được trên 65% tổng số phiếu đề nghị ủng hộ và yêu cầu ông nhận trọng nhiệm thủ tướng. Sau khi kết quả phiếu đề nghị được chính thức công bố, văn phòng thường trực của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, theo chỉ thị của Thủ tướng, đã phổ biến nhiều công hàm đến Liên Hiệp Quốc và các nước tự do
chính thức công bố sự hiện diện của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, phủ nhận tư cách đại diện nhân dân Việt Nam của Tà phủ Tà quyền Cộng sản Việt Nam trong danh xưng là Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, công cụ của Cộng đảng Việt Nam, tay sai của Cộng sản quốc tế, không xứng đáng là đại diện của Tổ quốc và nhân dân Việt Nam. Cũng ngay sau đó, nhân danh Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, thay mặt cho những người Việt bị Cộng sản cướp nước, Thủ tướng Đào Minh Quân đã ký quyết định vô hiệu lực và không chịu trách nhiệm về nội dung của tất cả những văn kiện, giao kèo hay hợp đồng liên hệ đến tài sản tinh thần và vật chất của nhân dân Việt Nam do Tập đoàn Cộng sản Việt Nam ký kết với bất kỳ cá nhân, tập thể hay bất cứ quốc gia nào sau khi Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời được thành lập ngày 16 tháng 2 năm 1991. Quyết định này được chính thức gửi đến tất cả các nước trên thế giới như một văn kiện đối chứng trong tương lai sau khi chế độ Cộng sản tại Việt Nam sụp đổ. Đồng thời, Thủ tướng đã lập tức ban hành chính sách Đại Đức, Đại Ân Xá, Việt Cộng, Bỏ Cộng Còn Việt, Việt và Việt nhất định không thù hận chém giết nhau. Trân trọng kính chào Ngài Tổng thống Đào Minh Quân, kính chào Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc và quý giới chức, quý đại biểu, đồng nhiệm, thành viên trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, cùng toàn thể đồng bào Việt Nam thân thương khắp nơi trên thế giới. Tôi, Kim Lan, là đại biểu của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Sau đây, tôi xin chia sẻ 18 điều suy niệm gọi là thập bát thức. Điều thứ nhất, kho tàng vô tận của ta là nụ cười. Điều thứ hai, thông thái nhất của ta là tự chủ. Điều thứ ba, công bình nhất ta có là thời gian. Điều thứ tư, bạn thân nhất của ta là sức khỏe. Điều thứ năm, an ủi nhất của ta là bố thí. Điều thứ sáu, sức mạnh nhất của ta là khoan dung. Điều thứ bảy, thông thái nhất của ta là tình thương. Điều thứ tám, hy vọng nhất của ta là tự thay đổi. Điều thứ chín, thành công nhất của ta là sự lễ độ. Điều thứ mười, kẻ thù nhất của ta là tham vọng. Điều thứ 11, cô độc nhất của ta là mặc cảm. Điều thứ 12, dại dột nhất của ta là tuyệt vọng. Điều thứ 13, đau khổ nhất của ta là tự ti. Điều thứ 14, sai lầm nhất của ta là dối trá. Điều thứ 15, ăn năn nhất của ta là bất hiếu. Điều thứ 16, tật nguyền nhất của ta là ghen tị. Điều thứ 17, yếu đuối nhất của ta là thịnh nộ. Điều thứ 18, thất bại nhất của ta là tự kiêu. Đây là 18 điều suy niệm gọi là thập bát thức đã được Ngài Tổng thống Đào Minh Quân đúc kết trong thời gian tịnh tâm tu thiền tại sa mạc Adelanto hơn 20 năm dài đăng đẳng, đã để lại cho chúng ta và con cháu sau này những bài học, lời khuyên rất là hữu ích và giá trị. Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin kính chào. Tôi là Beatrice Nguyễn, xin trân trọng kính chào Ngài Tổng thống Đào Minh Quân, kính chào Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, quý đại biểu, quý đồng nhiệm và quý khán thính giả thân thương trong và ngoài nước. Hôm nay tôi xin tiếp tục gửi đến quý vị bài Thủ đoạn của Cộng sản Việt Nam. Để tan Việt Nam Cộng hòa, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, lấy lại đất tổ không làm khổ dân, văn phòng thường trực. PO Box 2807,
Anaheim, California 92814. Thủ đoạn của Cộng sản Việt Nam, bài số 4. Ngày 26 tháng 3, 2020. Kính thưa đồng bào và quý đồng nhiệm, Tổng thống Đào Minh Quân, chủ tịch sáng lập phong trào Việt Nam Tân Dân Chủ, nguyên là tác giả bản Tuyên ngôn kỷ nguyên Tân Dân Chủ năm 1987, đã nhiều lần nhấn mạnh rằng tà thuyết cộng sản của ngoại nhân do Hồ Chí Minh du nhập vào Việt Nam đáng lẽ phải cáo chung từ lâu rồi. Nhưng bởi dân ta ngộ nhận, nuôi dưỡng nên họa này mới tồn tại cho đến hôm nay. Chỉ cần người dân đừng sợ hãi, nhìn rõ vào sự thật, không hợp tác với chúng thì cộng sản phải tan rã. Sự hỗ trợ của quốc tế thường là hai chiều. Nếu không có lợi nhuận, không có ai chịu giúp hết lòng. Do đó, phải dựa vào quốc dân, đồng bào, dựa vào chính chúng ta mới thành tựu lâu dài. Sau nhiều thời gian hoạt động, phong trào Tân Dân Chủ và Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời để Tam Việt Nam Cộng Hòa đã tạo dựng được những thành quả chiến lược căn bản. Không những đã đánh trúng, mà còn đánh đúng vào bộ đầu não của Việt Cộng, Cộng sản Việt Nam. Theo phương pháp đánh rắn phải đánh dập đầu, do đó chiến dịch lột mặt nạ tên Việt Giang Hồ Chí Minh đã làm cho âm mưu của Cộng đảng quốc tế và Cộng sản Việt Nam tan thành mây khói khi chúng nộp đơn lên Cơ quan Văn hóa Khoa học Liên Hiệp Quốc UNESCO xin vinh danh Hồ Chí Minh là danh nhân thế giới nhân kỷ niệm sinh nhật giả tạo thứ 100 của y ngày 19 tháng 5 năm 1989 đã bị đánh bại. Sau đó, đích thân Tổng thống đã phát động chiến dịch bàn chân đạp mặt Hồ Chí Minh để tiêu diệt ý chí và sức đối kháng của toàn đảng Cộng sản Việt Nam. Qua sách lược này, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời và phong trào Tân Dân Chủ cũng đã chiêu hiền biết bao cán binh bộ đội, kể cả đảng viên Việt Cộng, rủ nhau quay về với chính nghĩa dân tộc. Thành quả này đang tạo thành thế quốc dân tất thắng, khiến cộng đảng sửng sốt, rúng động trước con đường diệt vong mà không làm sao chống trả được. Chúng chỉ còn cách mua chuộc bọn truyền thông bất lương để bưng bít, ếm nhẹm các hoạt động của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời và phong trào Tân Dân Chủ với hy vọng kéo dài sự dãy chết của con quái thú cộng sản, hay ít nhất cũng tạo đủ thời gian cho bọn đầu sỏ cộng đảng chuồn lấp tẩu tán tài sản ra nước ngoài trước khi chúng hoàn toàn tan rã. Ngoài ra, để phần nào lung lạc dư luận, Bắc Bộ Phủ đã cho bọn Tuyên Vận ngu xuẩn hành động như những con thiêu thân, giấu mặt, giả tên, lên Pol Pot, lên Internet, Facebook, email, v.v. viết bậy, nói bạ, mong lung lạc những người nhẹ dạ, thiếu lập trường dân tộc căn bản. Nhằm lột mặt nạ, cái mà Cộng sản Việt Nam, tức Việt Cộng, thường mô tả là đảng trình của chúng. Đó là một thắng lợi vẻ vang. Liên tiếp đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, nên Văn phòng Thường trực Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời và bộ phận tuyên nghiên huấn của phong trào Tân Dân Chủ xin dần dần công bố một phần tài liệu căn bản, trích dịch từ những quan điểm lý luận nhận xét của vị lãnh tụ cứu tinh của dân tộc, một nhà đấu tranh vì dân tộc và chính nghĩa quốc gia, đã được dân chúng ban cho danh hiệu là Đức Quốc Công, nhằm lột bộ mặt tô son trát phấn của Cộng sản Việt Cộng trước công chúng. Những tài liệu láo xạo, giả tạo do Cộng sản Việt Nam, Việt Cộng tuyên truyền, tung ra trong các học đường và trên sách báo của đảng, chỉ để tẩy não sinh viên, học sinh và lừa bịp dân chúng với âm mưu hợp thức hóa vai trò lãnh đạo của Cộng đảng
và cái gọi là Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Thật ra, cái gọi là Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Quốc hội Bù Nhìn của Cộng sản Việt Nam, kể cả cái gọi là Tòa án hay Viện Kiểm soát Nhân dân, chỉ là một công cụ ngụy trang bề mặt của Cộng sản Việt Nam sau khi cướp chính quyền. Vì các bộ phận này không phải do dân bầu lên và chưa bao giờ phục vụ cho quyền lợi đích thực của toàn dân, mà trái lại, các bộ phận này chỉ làm công việc tô son chép phấn cho chế độ để lường gạt quốc dân và quốc tế. Đảng trình của Cộng sản Việt Nam, Việt Cộng không có gì là vẻ vang. Tất cả chỉ dựa vào tà ác, lưu manh, lừa dối, xúi dục, gián điệp, trấn lột, diệt chủng, khống chế để cướp chính quyền và duy trì quyền lực mà thôi. Thưa lãnh tổng thống, văn phòng thường trực Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời tiếp tục soạn lại những tài liệu do Ngài đã dạy cho chúng tôi sau khi đưa ra bài số 1, bài số 2 và bài số 3 đã được đồng bào và quý đồng nhiệm tán thành. Nay chúng tôi tiếp tục đưa ra bài số 4 với mục đích giúp cho quý vị và các bạn biết thêm các thủ đoạn bẩn thỉu, tinh ma, ác độc của bọn Cộng sản Việt Nam, tay sai tàu cộng để tránh bị lầm mưu gian, kế độc của chúng. Như chúng ta đã biết, dân tộc Việt Nam có bản chất thông minh, cần cù, đầy nhân hậu nhưng dũng mãnh, bất khuất và can trường, đã nhiều phen đánh bại giặc ngoại xâm phương Bắc. Thế tại sao lần này lại bị Đảng Cộng sản Việt Nam tay sai tàu cộng, tinh ma, xảo trá kia kìm kẹp gần 100 năm mà không vùng lên được, còn để cho những tên hèn nhát ngu tối kia đè đầu cưỡi cổ? Tại sao chúng ta, những người trai thế hệ, những tinh hoa của nước Việt, có thể để cho những loại cặn bã như Nguyễn Minh Triết, một tên ma lanh, hèn nhát, từng mua bằng tú tài giả để xin gia nhập Học viện Cảnh sát Quốc gia khóa 1, hầu trốn nghĩa vụ quân dịch, bị phát giác đuổi ra khỏi trường, không còn chỗ ẩn náu, nên y mới trốn vào bưng theo Việt Cộng, còn làm đến chủ tịch nước. Hay như loại Cùng Đinh Dốt Nát, một tên đóng cuốc như Đỗ Mười, cũng làm lãnh đạo. Hoặc ngờ nghệch như Nguyễn Phú Trọng, cờ lờ mờ như Nguyễn Xuân Phúc, mà cũng có thể làm đến chủ tịch, thủ tướng nhà nước. Nếu chúng ta thấy được vấn đề, nhìn ra sự thật này, không còn bị bùa mê thuốc lú của Cộng sản, làm cho trí não bị mờ mịt, tối tăm, thì con đường giải cứu đất nước sẽ xảy ra trong nháy mắt. Ngày vô là cuối tháng 3, ngày ra vội vã gấp 10 lần vô, uổng công tướng sĩ nhà Hồ, rồi đây sự nghiệp cơ đồ đổi thay. Do đó, trong giai đoạn đen tối này của Tổ quốc, để ngăn chặn họa mất nước, chúng ta cần một vị lãnh đạo minh mẫn, sáng suốt, một chiến sĩ can trường của mẹ Việt Nam, một người có lòng yêu nước thương dân vô bờ bến, có tấm lòng chân thành, giản dị, trung kiên với quốc gia, biết lắng nghe, biết an ủi, biết chia sẻ, biết đồng cam cộng khổ với toàn dân, biết kết nối những bi thương, những giọt mồ hôi, những dòng nước mắt, thành sức mạnh, thần thánh, tuyệt vời, biết gom góp những hạt cát, những giọt nước tụ trên nguồn, từ những người con yêu quý của Tổ quốc Việt Nam đang ly hương tị tổ khắp nơi trên toàn thế giới, tụ họp thành những yêu thương và hy vọng, từ trên nguồn, từ trên cao, đổ xuống cuốn phăng đi những rác rến tội ác của Cộng sản. Đó là Tổng thống Đào Minh Quân. Ngài có đủ tình yêu nước thương dân, có đủ bản lãnh, trí tuệ, trí huệ và sự chịu đựng, kiên trì, nhẫn nại để cứu nguy Tổ quốc. Hiện nay, trước cơn chấn động virus Vũ Hán của Tàu Cộng
do Cộng sản Việt Nam thông đồng đưa vào nước ta để hủy hoại sức chống đỡ của toàn dân nước Việt. Trước họa ngoại xâm tàu Cộng muốn biến nước ta thành quận lỵ của chúng. Mọi người Việt Nam hãy mau thức tỉnh, cùng đồng lòng kết hợp, nắm chặt tay nhau, đoàn kết, ủng hộ và hậu thuẫn cho Tổng thống Đào Minh Quân, lãnh đạo Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, vứt bỏ chủ nghĩa và chế độ tà quyền Cộng sản Việt Nam vào sọt rác, để bảo vệ Giang Sơn, khuất phục giặc Tàu, đánh tan loài giặc Cộng. Chắc chắn toàn dân Việt Nam yêu nước, sáng suốt và can đảm sẽ làm được đại cuộc này. Ngày 30 tháng 4 năm 1975 phải là ngày mất nước sau cùng. Trân trọng Văn phòng Thường trực Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Tới đây là kết thúc bài số 4. Qua bài đọc này, tôi hy vọng mọi người đã tỉnh thức nhận ra Cộng sản Việt Nam đang là công cụ để Tàu Cộng thực thi âm mưu thôn tính Việt Nam và diệt chủng dân tộc Việt Nam. Tình hình đã cấp bách lắm rồi, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Vì vậy, tôi kêu gọi toàn dân hãy can đảm và ráo riết tham gia trưng cầu dân ý, ủng hộ Tổng thống Đào Minh Quân để ngài sớm về giải thể tà quyền Cộng sản Việt Nam, đuổi giặc Tàu, lấy lại chủ quyền đất nước và đóng cửa khẩu ngăn chặn dịch virus Vũ Hán đang lan tràn vào Việt Nam. Chỉ với 5 phút trưng cầu dân ý là chúng ta đã chung tay với ngài Tổng thống Đào Minh Quân cứu nguy quê hương dân tộc. Tiếp theo là phần hướng dẫn trưng cầu dân ý, xin quý vị theo dõi. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, kính chúc quý vị luôn nhiều sức khỏe. Trân trọng kính chào. Vào trang tcdi.com, giao diện sẽ hiện ra, bạn điền thông tin vào mẫu có sẵn. Họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, số căn cước và những thông tin liên lạc như Facebook, email, số điện thoại và người giới thiệu. Bình minh tỏa chiếu trên khắp quê hương Việt Nam, trưng cầu dân ý sạch bóng hung nô tham tàn. Chiều chiều người dân hân hoan bầu cho xứng danh, bầu Đào Minh Quân thương dân vì nước quên mình. Đoàn kết chung dựng xây Tổ quốc ta kiêu hùng, rồi một ngày mai tương lai Việt Nam sáng tươi, một trời hạnh phúc sống thiên đường vừa thế gian. Sau đó chọn có hoặc không, đồng ý chọn có, không chọn không. Đồng ý tham gia chọn có, không thì chọn không. Xác nhận thông tin đúng sự thật, chọn có, kiểm tra lại thông tin và ấn gửi. Một thông báo sẽ xuất hiện, ghi lại mã số này, để có quyền lợi cho mai sau. Nhiều người dân hân hoan bầu cho xứng danh, bầu Đào Minh Quân thương dân. Trân trọng kính chào Tổng thống Đào Minh Quân và quý đồng nghiệp, cùng toàn thể khán thính giả thân thương của Cục Dân vận. Hôm nay Ngọc Nguyễn kính mời tất cả quý vị cùng học 7 bài người Việt chân chính. Việt Nam Cộng Hòa, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, lấy lại đất tổ, không làm khổ dân. D.O. Bốc 2807 Anaheim, Cali 92814. 7 bài học căn bản để làm người chân chính. Số 1, học nhận lỗi, giúp ta tiến bộ, hoàn thiện hơn. Số 2, học nhu hòa, giúp người nóng trở nên mềm, lưỡi mềm trở nên tâm nhu hòa. Số 3, học nhẫn nhục, giúp ta biết hóa giải, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Tập chịu đựng,
không cần phải đối đầu với những tiểu tặc. Số 4, học thấu hiểu, giúp ta hiểu đối tượng, tránh được tranh chấp, hiểu lầm, thị phi. Số 5, học buông xả, xả hay thả. Trong điều thứ 5 này thì chúng ta có 9 khoản nhỏ. Khoản 1 là bỏ tạp niệm dục vọng vì luôn làm ta bất an. Khoản 2, bỏ đố kỵ ganh ghét làm mất lương tâm. Khoảng 3, bỏ tiêu cực, bi quan, sa sút, sợ hãi, dẫn đến không thành công, trở nên hành động tự biến, cần cù siêng năng là tất yếu. Khoảng 5, bỏ nóng giận, làm tổn thương người khác. Nóng giận là bản năng tự nhiên, kiểm soát nóng giận là bản lĩnh, chiến thắng bản thân. Khoảng 6, bỏ tư ngã, cái tôi, trung tâm điểm. Bất cứ ai cũng có thể thay thế ta được. Số 7, khoảng 7, bỏ phiền não. Những việc không được như ý, chiếm đa số, đến mỗi ngày, biến phiền não thành điều để tôi luyện, để tiến, xa xuôi theo tự nhiên. Số khoảng 8, bỏ quá khứ, vì không thể thay đổi được, nhưng chỉ có thể tiếp nhận. Khoảng 9, bỏ oán giận, vì làm mất nhân cách và một ý chí không bao giờ, không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, mà luôn có thử thách. Bài 6, học cảm động, thấy được sự không may của tha nhân, có tâm thương yêu, tâm Bồ Tát, cảm thông. Bài số 7, thân thể khỏe mạnh, hành vi yếu, để có lòng tốt với con cái. Ghi nhớ, học làm người chân chính rất khó. Mỗi người sinh ra đều có giá trị của người đó. Hãy người nào sinh ra thì có chỗ riêng của người đó. Bài học chấm dứt. Kính cảm ơn Tổng thống, quý đồng nhiệm và các quý khán thính giả thân thương của Cục Dân vận đã lắng nghe. Xin theo dõi chương trình kế tiếp. Cảm ơn. Kim Huỳnh là thành viên của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Xin trân trọng kính chào Ngài Tổng thống Đào Minh Quân, kính chào Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, quý thành viên, đồng nhiệm trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Kính chào quý đồng bào Việt Nam thân yêu trong và ngoài nước. Hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài thuyết giảng về tiểu sử Tổng thống Đào Minh Quân. Năm 1954, khoảng 1 triệu người miền Bắc đã di cư vào miền Nam để lánh nạn Cộng sản. Cộng sản Việt Nam đứng sau là Tàu Cộng, không ngừng giả tâm thôn tính từ miền Bắc, đã len lỏi vào miền Nam, khiến cho một lần nữa người miền Nam Việt Nam lại tiếp tục chạy lánh nạn ra nước ngoài. Số còn kẹt lại trong nước thì lâm vào tình trạng tù tội và đói khổ. Ngày 30 tháng 4 năm 1975 là một quốc nạn của đất nước Việt, dân tộc Việt. Những thảm cảnh, thảm trạng của người dân phải trải qua vô cùng khủng khiếp khi trốn chạy Cộng sản. Rất nhiều người dân Việt bị chìm tàu, bị cướp bóc, bị hãm hiếp hoặc chết đói khi lênh đênh trên biển cả. Thảm cảnh đau thương kéo dài, những tưởng thời Việt Nam Cộng Hòa đã bị chôn vùi theo những làn sóng người Việt ly tán khắp nơi. Mai thay, Thượng Đế đã ban cho dân Việt một vị cứu tinh dân tộc, đó là Ngài Đào Minh Quân. Ngài được sinh ra vào ngày 16 tháng 9 năm 1952 tại làng Thiện Nghè, tỉnh Gia Định. Thân phụ là cụ ông Đào Thế, quê quán làng Trúc Lâm, và cụ bà Nguyễn Thị Hạnh, chánh quán ở làng Phủ Cam, tỉnh Thừa Thiên. Cụ ông và cụ bà đều đã quá vãng. Ngài là người lính Việt Nam Cộng Hòa với tấm lòng yêu quê hương, dân tộc Việt Nam vô bờ bến. Với tình thương cao cả đó,
đã thôi thúc ngài liên lụy đấu tranh. Mặc dù đang tị nạn xứ người tại Hoa Kỳ, nhưng vẫn kiên trì bền chí để tìm con đường cứu dân, cứu nước. Ngài đã hy sinh cả tài sản và một sự nghiệp đồ sộ đang thăng tiến, chấp nhận xa gia đình để kham khổ tịnh tu tại sa mạc Adelanto. Ngài đã tự nguyện dâng hiến sinh mạng để đương đầu với hiểm họa cộng sản, trong khi có biết bao người Việt tài giỏi trên toàn thế giới, không ai đứng ra nhận lãnh một trọng nhiệm vô cùng to lớn này. Đó là giải thể chế độ tà quyền cộng sản tại Việt Nam, đương đầu với hiểm họa diệt chủng dân tộc Việt của Tàu Cộng, để lấy lại đất tổ, không làm khổ dân. Với tấm lòng yêu thương và niềm tin bất diệt, ngài đã ghi lại qua 4 câu thơ: một bước sơn hà, một bước sâu, một trái tim đau, vạn nẻo sầu, hiến dân tim ốc, ươm quê mẹ, sẽ trổ ngàn hoa, thắm ngàn sao. Trời Phật và hồn thiên sông núi đã không phụ tấm lòng của ngài, đã ban cho ngài trí tuệ và trí huệ vô cùng sáng suốt để hình thành sách lược cứu dân cứu nước, để diệt tiệt chế độ cộng sản mà tránh được cảnh binh đao chết chóc. Người dân chỉ làm một việc rất tầm thường mà đem lại kết quả thật phi thường, đó là trưng cầu dân ý, nói lên nguyện vọng của mình muốn sống trong tự do hay cộng sản chỉ vài phút trên điện thoại cầm tay. Đây là cuộc cách mạng tâm trị, duy thật lật cộng, lấy chí nhân thay cường bạo, đem tình thương xóa bỏ hận thù. Một sách lược độc nhất vô nhị mà chưa có ai nghĩ ra được điều này. Ngày 11 tháng 11 năm 2018, ngài đã được trên 4 triệu phiếu bầu cho ngài làm tổng thống đệ tam Việt Nam Cộng Hòa của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Hiện nay đã được trên 5 triệu phiếu. Số người dân Việt ủng hộ ngài tiếp tục tăng cao. Chế độ cộng sản tàn ác, tàn bạo đang dần bị xóa sổ. Một kết quả khả quan cho dân tộc Việt nhờ vào tình thương yêu vô bờ bến của ngài qua điều thứ 7 trong thập bát thức: thông thái nhất của ta là tình thương. Rồi đây toàn dân Việt Nam chúng ta phải luôn ghi nhớ công ơn ngài. Ngài là một vị Phật tái sinh để cứu dân tộc Việt, như trong sấm ký đã ghi cách đây 500 năm: cờ đào rồi sẽ xuất chinh hội đình, minh quân là chữ trên mình, mượn thân để dựa tam đình tái sinh. Bài thuyết giảng về tiểu sử tổng thống Đào Minh Quân xin được ngừng ở đây. Kính cảm ơn quý vị đã lắng nghe, và hãy tiếp tục trưng cầu dân ý để nền đệ tam Việt Nam Cộng Hòa sớm về trên quê hương thân yêu của chúng ta, lấy lại đất tổ, không làm khổ dân, đem nền tự do no ấm cho đồng bào. Kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và bình an. Trân trọng, kính chào. Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, tình hữu nghị Việt Mỹ bất diệt, 30 tháng 4 năm 2020. Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, lấy lại đất tổ, không làm khổ dân. 45 năm qua, dân tộc Việt Nam không bao giờ quên ngày Cộng sản cướp chính quyền Việt Nam Cộng Hòa ngày 30 tháng 4 năm 1975. Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, 30 năm qua đã và đang song hành cùng Hoa Kỳ đấu tranh cứu nước, đã chuyển đổi ngày quốc hận 30 tháng 4 năm 1975 thành ngày quốc vận 30 tháng 4 năm 2020 phục hồi Việt Nam Cộng Hòa. Để vinh danh những chiến sĩ đã hy sinh, những cụ quân nhân đã tham gia bảo vệ tự do cho miền Nam Việt Nam, như Hoa Kỳ, các quốc gia đồng minh, cùng các chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa, và chuẩn bị cho ngày hồi hương của Tổng thống Đào Minh Quân. Trân trọng kính mời quý vị quan khách, quý đồng minh, quý chiến hữu quân lực Việt Nam Cộng Hòa, hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa, quý giới chức, lãnh đạo đoàn thể, cộng đồng và tôn giáo, quý thân hào, nhân sĩ,
cùng đồng bào Việt Nam thân thương trên toàn thế giới. Tham dự ngày lễ tưởng niệm dân quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh ngày 30 tháng 4 năm 2020, được tổ chức tại Tụ Nghĩa Đường. Địa chỉ 10800 Sierra Road, Adelanto, CA 92301. Thời gian ngày 30 tháng 4 năm 2020 đến ngày 2 tháng 5 năm 2020, từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Đặc biệt, ngày 2 tháng 5 năm 2020 có khoảng đãi ăn tối và phụ diễn văn nghệ phủ dân tộc từ 6 giờ chiều đến 9 giờ tối. Sự hiện diện của quý vị chứng tỏ niềm tin tưởng, sự hãnh diện về lòng yêu nước, tinh thần quật khởi, ý chí bất khuất của giống nòi hùng Việt. Ban tổ chức trân trọng kính mời. Mọi thông tin xin liên lạc ban tổ chức 1587-436-9908, 1408-623-1746, 1951-375-6228, email 3rdrepublicofvietnam@gmail.com hay diplomatic@chinhphuquocgiavietnamlamthoi.com. Ghi chú quan trọng: vì an ninh chung, để việc tiếp đón được hoàn bị, đồng bào và ủng hộ viên vui lòng ghi tên với ban tổ chức trước ngày 31 tháng 3 năm 2020 để vào cổng Tụ Nghĩa Đường. Xin kính chào Tổng thống Đào Minh Quân, kính chào quý đồng bào và anh chị em khắp nơi trên toàn thế giới. Tôi hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa xin đọc bản thông báo bằng tiếng Anh. Lễ tưởng niệm ngày 30 tháng 4 năm 2020 từ Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, do Tổng thống Đào Minh Quân lãnh đạo. Provisional National Government of Vietnam, the Third Republic of Vietnam, regain ancestral lands, end populist suffering. For the last 45 years, the Vietnamese people never forgot the miserable incident on April 30th, 1975, the day Vietnamese communists invaded South Vietnam from the Republic of Vietnam government. The Provisional National Government of Vietnam, the Third Republic of Vietnam, after 30 years of working together with the United States to save the country, to transform the Black National Grief Day on April 30th, 1975, to become the recovery date of the Republic of Vietnam. In honor to all the soldiers and Vietnam veterans who have sacrificed and participated in protection of freedom for the South of Vietnam, including the United States, the Army of Republic of Vietnam, and allies, and in preparation for the return of our Honorable President Đào Minh Quân to our motherlands. We sincerely invite our honorable guests, our respectful allies, Republic of Vietnam veterans, descendants of Republic of Vietnam, generals, delegates, the members of the Provisional National Government of Vietnam, community and religion leaders, ladies and gentlemen, together with our beloved Vietnamese people worldwide, to attend our ceremony, the recovery date of the Republic of Vietnam. The ceremony will be held at the Provisional National Government of Vietnam's compound, Tu Nghĩa Đường, at 10,800 Sierra Road, Adelanto, California, 92301, on Saturday, May 2nd, 2020. The gala dinner begins at 6 p.m. to 9 p.m. with entertainment, music, and Vietnamese cultural dance performances. Your presence demonstrates the trust, pride in patriotism, the spirit to stand strong, the indomitable meaning of the Vietnamese. Organizing committee cordially invite. RSVP before March 31st, 2020. Tux and dress preferred.
For further information, please contact the committee on 1587-436-9908 or 1408-623-1746 or 1951-375-6228. Email thirdrepublicofvietnam@gmail.com or diplomatic@cpqgvnlt.com. Trân trọng kính mời. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin kính chào, tạm biệt. Xin kính mời đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước. Chúng ta hãy cất cao ba lời thề son sắt. Dân tộc Việt bất khuất, cương thổ Việt bất phân, nhân dân Việt bất ly. Xin cảm ơn. Minh quân chuẩn bị hồi hương, toàn dân phấn khởi mến thương dân Tràm. Công an bộ đội quy mau, cùng nhau đoàn kết đuổi tàu lập công. Chúng ta nòi giống lạc hồng, trời Nam bền vững con rồng cháu tiên. Tiếng nói cục dân vận. Xin trân trọng cảm ơn đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước đã lắng nghe. Hẹn gặp lại chương trình sau. Kính chào, tạm biệt. Hãy chuẩn bị cờ vàng, cùng chào đón chính thể Cộng hòa trở lại trên quê hương Việt Nam và đón một mùa xuân tự do, Canh Tí 2020. Rồi một ngày mai tương lai Việt Nam sáng tươi, một trời hạnh phúc sống trên đường giữa thế gian. Trưng cầu dân ý, bầu đào minh quân. Trưng cầu dân ý, bầu đào minh quân. Trưng cầu dân ý, bầu đào minh quân. Trưng cầu dân ý, bầu đào minh quân.